Sau gần một tuần chấm chọn, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 đã chính thức khép lại với lễ công bố và trao giải được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam vào tối qua ngày 16 tháng 12. Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, ban tổ chức nhận được 422 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại. Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với 139 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao 38 giải vàng, 63 giải bạc và 109 bằng khen cho các tác phẩm đăng ký dự thi. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có 5 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải vàng, 1 giải bạc và 3 bằng khen. Cụ thể, tác phẩm Mầm sạch giành giải vàng ở thể loại phóng sự, tác phẩm Đà Nẵng trên hành trình đi tới giành giải bạc ở thể loại chuyên đề khoa giáo, 3 bằng khen cho 3 tác phẩm thuộc về các thể loại đối thoại tọa đàm, chuyên đề khoa giáo và phim tài liệu. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2020. Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay không tổ chức tập trung đại biểu dự các hoạt động như mọi năm, mà chỉ tập trung chấm thi, xét giải và tổ chức buổi lễ tôn vinh những người làm truyền hình, những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất trong năm.